19 tháng 10, sáng thứ bảy 12:04, khí hậu ở đây khoảng 75 độ, Việt Nam khoảng 23. Năm nay mình không có nói đề tài nhạy cảm chính trị hay là đạo gì nữa, tại đó ta nghe nhiều rồi. Mình nói thực tế, mình nói là kiệt này nói đâu chúng đó, thì không có ảo hay là chỉ có một người khác hơn 8 tỷ người. Chuyển lưng Thánh Dương chỉ có một, Minh Dương chỉ có một, Chúa Xu Tái Lâm cũng chỉ có một. Mà nước Việt được chọn, Hụ là người được cha chọn, Thiên Tử cũng chỉ có một đang ngồi đây, sẽ không bao giờ là ảo. Chỉ có những người họ giàu có hay là họ không có nghiên cứu về triết lý hay sấm cơ của chặng trình hay đức thầy đúng không, hay hư quá đồ rồi, thì họ đều cho là ảo. Hay những nhà chính trị lỗi lạc, hay những nhà kinh doanh lỗi lạc, hay những người đang có tiền giàu có thể vợ của một ông chủ giàu có, cũng không cần nghiên cứu về tâm linh, chỉ nghĩ mình ăn sang mặc sướng rồi lòng tin không có giữ vững rồi đi lạc đường, nghiệp quả sẽ đổ đến, ập đến. Kìa không có ảo. Nếu kìa ảo năm 2018, có ai mà ghen mà nói năm cát sẽ đi chìm một lượt. Hôm nay mình thấy rồi đó, không ai mà ghen mà ngồi trong đó năm 2018 mùng 3 Tết mà nói chiến tranh sẽ xảy ra từ Trung Đông rồi lan qua Á Châu, thì có đúng không? Bây giờ là Á Châu rồi, máy bay Nam Hàn, Bắc Hàn bay dù dù. Cũng không ai mà ghen mà ngồi đó mà xưa mà nói hôm nay Phật Di Lặc sẽ tái xuất trở lại. Đó là Đức Thầy, là Sư Phụ của Sư Phụ, Đức Bình Phú Sổ. Ngài mang thân nam, ở ngoài kia nhiều người xưng Phật Di Lặc, nhiều người nữ cũng xưng, không bao giờ là nữ. Một người anh hùng quay uy dũng, quay lực, vì đâu có thể là nữ được, là nam. Đây kia nói chuyện với Sư Phụ kia sao kia không biết, nhưng mà ngoài kia có nhiều cái người mà cũng nổi tiếng, họ cũng là hiền thôi, cũng khuyên ăn người ăn lành ở hiền, nhưng mà họ nữ. Rồi từ từ cái họ nổi danh, đông người theo, cái ngã mạng cái xưng mình Phật Di Lặc. Thì cho nên mình học cái ai á, mình học một khúc thôi, còn khúc nào sai mình đừng học. Giống như ông thầy cũng vậy, mình đừng có theo màu sắc, mình theo màu sắc chỉ theo đám đông là mình sai. Ngày đầu á, Sư Phụ thấy màu sắc mà đủ màu, đủ áo lũ lỗ á, lỗ cái cương vị của một nhà tiên tri của con trời là biết hết mọi chuyện thế gian, thì phải nói. Thì khi mình nói mé mé thì lại bị chửi. Mà hôm nay á, chưa bao lâu á, tại vì kim nó không có gói ở trong cái bịch được, nó cũng lòi à, lửa không có gói giấy được. Tại vì người tu mà chân chánh mà Phật sống phải là 7 dòng hào quang giống như Kiệt nè, thì mới là Phật sống. Còn nếu mà không có dòng hào quang nào đó, chỉ là người thường thôi. Mình không có nói người ta tu đúng hay tu sai, tu dở hay pháp môn nào nha. Kiệt nhìn người bằng hào quang và cái hảo tướng, tâm sanh tướng. Chứ không phải là mình nói một đống cái kênh YouTube hay là của một cái phe phái nào đưa một người lên nổi tiếng là cái đống, mình không có chánh kiến, không có tự đốt đuốc đi á, rồi là mình cho đó là Phật là càng sai nữa. Trở về chuyện ảo. Chuyện này mang thân người, lệnh của Thượng Đế và các vị Phật đã ứng chứng để mà xuống thời kỳ này, thời kỳ gọi là tận thế á. Chiến tranh Biển Đông mà xảy ra trong vài ngày tới là xong á, mọi chuyện là xong. Thấy Hamas bây giờ cũng xong á không? Rồi Nga bắt đầu thua cũng xong á không? Rồi qua tới Á Châu. Thì ngày đó chúng ta sẽ nhìn thấy Phật
tiên như thế nào, cũng mang thân người như thường. Mang thân Phật tiên thánh cũng phải trải ra thân người, cũng phải trải nghiệm ra từng đau khổ gia đình, từng đau khổ của bạn bè, rồi của, tức là bất cứ cái gì cũng đều trải nghiệm qua hết. Chứ không phải Phật thánh là phải bay dù dù đâu. Bây giờ cũng đang xiển nữa nè. Phật thánh là chỉ coi cái hành động. Cái hành động người ta nói có ích lợi gì cho mình không, cho gia đình mình không, cho quốc gia không. Việc này không bao giờ xin ai một đồng nào, chưa bao giờ. Và cũng không bao giờ nói với hàng đệ tử là mấy con phải làm này cho phụ hay là nịnh cho phụ này. Đừng có bao giờ như vậy. Phải coi cho phụ làm gì cho mấy con. Thứ nhất, gần cho phụ là mấy con được có cái tâm bình an. Thứ hai, sư phụ có thể biết được các con sắp sửa xảy ra chuyện gì, sư phụ có thể giải được. Thứ ba, sư phụ có thể làm những cái chuyện mà người thường không có làm được, những đứa gần nó biết. Cho nên không phải chỉ là những người mà xưng Minh Dương hay là xưng Thái Tử mà không làm gì. Mua cái dãy núi này mấy chục triệu cũng là tiền để dành mua, rồi cũng tặng cho cộng đồng. Nó có một cái cục đất 500 mẫu cho cộng đồng Việt Nam cũng là hiện hữu. Đâu phải chỉ cái kênh mạng không đâu. Rồi chưa tính nữa, còn phải đi lót từ cục đá, cục gạch, còn phải suy nghĩ ra trồng từ cái cây nữa. Đều là thật, không có ảo. Chuyện này chưa bao giờ là ảo. Chưa bao giờ gọi là mê tín gì đâu. Lớn lên ở Mỹ từ nhỏ làm sao mê tín được. Bây giờ còn lo cái hãng mấy trăm người mà. Tháng vô ra cả chục triệu đô thì làm sao gọi là mê tín. Chỉ có những người không có hiểu, không có nghiên cứu thì từ từ. Còn ở Việt Nam bao nhiêu thầy, bao nhiêu kênh toàn là trên mạng truyền thông nó đưa lên không à. Nó không có cái cơ sở hiện hữu. Giữ lòng tin với cha với Thượng Đế là phải tin tuyệt đối. Chứ không có tin nửa chừng. Giữ lòng tin với Thiên Tâm cũng phải tin tuyệt đối, cũng không có nửa chừng. Giữ lòng tin với sư phụ, với Thiên Tướng Kiệt cũng phải tin tuyệt đối. Có những chuyện sư phụ làm ở ngoài người ta thấy sai nhưng mà nó lại đúng. Còn thấy đúng nó lại là sai. Tại vì Phật Bồ Tát không bao giờ làm sai. Chỉ chúng sanh không có hiểu tới thì mới nói là sai. Cho nên qua bao nhiêu cuộc sàng lọc ở núi này, từ sàng lọc tới hàng đệ tử ở xa, hàng đệ tử ở gần, và sàng lọc luôn cả trong gia đình nữa, trong những người theo thụ 50 năm nữa cũng bị sàng lọc. Và những người có đại phước sẽ giàu, sẽ thấy được cái thời kỳ vàng son của nước Việt. Nước Việt sẽ thành một nước rất là hùng cường và mạnh. Cái bản đồ thế giới sẽ thay đổi lại. Sau khi có một cái trận biến thiên biến địa, hiện giờ quả địa cầu nó sẽ chuyển trục 30 độ. Vì ở ngoài kia có những hành tinh á, và những cái trái đất á, nó đang xoay chuyển. Thì cho nên vừa là tận thế về mặt đời chúng ta, bệnh tật, kinh tế, thiên tai, rồi chiến tranh. Nhưng nó sẽ có một cái trận biến thiên biến địa nữa, sắp sửa xảy ra nữa. Những cái nước mà sẽ không còn hùng mạnh nữa như nước Mỹ, sau khi thời ông Trump lên, ông chỉ có nhiệm kỳ 4 năm để mà ông tiêu diệt thiên ma thế giới. Rồi sau đó nước Mỹ sẽ đi xuống để cho nước Việt đi lên. Rồi sau đó nước Nhật chỉ còn có phân nửa lục địa cũng thi xuống. Vì hiện bây giờ ở nước Nhật lão quá, không có tuổi trẻ nữa. Rồi nước Tàu cũng sẽ chia 5 xẻ 7 cho nước Việt đi lên. 6 triệu người hải ngoại sẽ đi về nước ồ ạt để mà góp công, góp sức xây dựng lại một quốc gia mới, một cái thể chế mới, một quân chủ mới. Thì bây giờ nước Việt đang bị cô lập mọi thứ về kinh tế lẫn ngoại giao chính trị. Khi mà chiến tranh xảy ra, những cái nước lớn nó đánh thì Bắc Hàn, Nam Hàn cũng sẽ đánh theo, tại nó chờ lệnh của mấy thằng bự.
Còn Việt Nam nó không thuộc gì của khối nào hết, rất là cô đơn, lẻ loi. Hiện tại chỉ một người giải được cái bài toán này là đang ngồi đây. Cơ trời đi như vậy mà có nhiều người vẫn chưa biết, sợ, chưa có biết là mình ngày mai không biết sống chết như thế nào, còn ham giành này tranh của kia. Mái ấm nhà im không muốn, muốn đi lang thang. Cho nên 5 năm nay nếu ảo, không ai ảo lâu như vậy đâu. Số hội sẽ không có lúc nào mỗi thứ bảy bận kiểu nào. Bữa nay á, ngày hôm qua đi từ Á Châu về cả đêm không có ngủ, rồi gặp một cái chuyện rất là không có hay, thì cũng bị giấc ngủ á, cũng hiện giờ còn gán nói chuyện được bao nhiêu phút là hay nhiều, chứ cũng không có hơi nói nữa. Cái đầu của vợ trống rỗng à, thì mình chỉ dùng cái chữ ảo để mình nói. Và đồng thời á, chiến tranh thứ ba này á, nó bắt buộc nó phải xảy ra. Vì ngày xưa Kiệt nói sao thì hôm nay nó sẽ xảy ra như vậy. Ngày xưa Kiệt nói Kiệt là vua nước Việt, trong tương lai Kiệt cũng sẽ là vua nước Việt. Còn ở ngoài nọ đó, những cái người mà chống đối Kiệt á, là vì họ sợ. Biết sợ gì không? Sợ đi mất cái chế độ. Họ sợ nước Việt giàu lên. Cho nên những cái thằng Hoa Nam á, là những cái thằng nó biết tiếng Việt á, nó chửi cho hụ nhiều nhất á. Tại vì ở nước Việt người ta đã tiên tri hàng nghìn năm rồi, vào thời tận thế sẽ có một minh quân. Minh quân là gì? Là vua. Chú Hụ đã làm vua rất nhiều lần. Lý Công Ẩn cũng là chú Hụ đóng vai đó, Lê Lợi cũng đóng vai đó, rồi Trần Anh Tông tức là con của Phật Hoàng, rồi chú Nguyễn Hoàng cũng là chú Hụ, rồi Lâm Minh Mạng, rất là nhiều đời. Những đời nào cũng đều là cha cũng cho là mở mang bờ cõi nước Việt và làm cho nước Việt hùng mạnh thời đó luôn. Thì là cha cho Kiệt đóng cái vai đó. Để con người mình có thể thay đổi cái xác, nhưng mà cái thần hồn á, cái tánh á, đầu thai lại xác khác, cái tánh cũng y chang vậy à. Cái cung cách và cái hành sự gì vậy? Từ thời Mohammed lập đạo Hồi giáo cũng vậy. Một tay cầm kiếm, một tay nghe lỗ tai thì nghe được cái trên nói chuyện, rồi lập cuốn kinh Koran tới giờ. Thời nay cũng vậy, sư phụ nửa đời nửa đạo mà. Có nhiều người hiểu lầm, cứ nghĩ sao sư phụ đứng nói chuyện giống như người thường này nữa. Sư phụ đâu có giống như Phật đâu mà bỏ vô rừng 6 năm. Sư phụ chỉ là người truyền tin nha. Nhớ kỹ, người truyền tin khác hơn người tu mà thoát tục như Phật. Mình cũng phải mượn triết lý của Phật, sư phụ cũng là đệ tử của Phật. Người truyền tin cũng là quan trọng, biết được tin tức trên trời nói cho mình nghe, rồi là xiển dương thượng đế. Thời nay ai tin thượng đế, người đó sẽ tồn tại, sẽ sống. Người nào không tin thượng đế sẽ bị không chuyện này cũng chuyện kia đó, không trúng gió cũng đột tử, chứ không phải bệnh đâu. Người ai đeo dấu thiên tâm thì người đó được che chở rất là lớn. Còn ai không đeo dấu thiên tâm thì mà trời nó tới câu cổ mình thôi, mình cũng bị trúng gió gãy cổ rồi. Cho nên cái dấu thiên tâm nó rất là màu nhiệm, nên đeo. Có đạo không có đạo cũng nên đeo. Giống như thánh giá. Hồi thời sư phụ là Chúa Giê-xu. Sư phụ hỏi lại trên á. Hồi xưa lúc mà con đóng vai đó 3 năm bị đóng 3 cái đinh á. Còn có vợ không? Chúa Giê-xu có vợ không? Nó có. Thì thời nay sư phụ cũng có đúng không? Mà tại không biết kinh Chúa sao ta giấu á. Tại sư phụ hỏi mấy vị nó có mà. Ông Peter ông nói chuyện sư phụ hoài. Ông nói tòa thánh Vatican á biết sư phụ là reborn rồi đó. Nhưng mà họ không có dám tới đây để họ nhận sẽ ồn ào với làm hại sắc phàm á. Họ có những nhà thần thông gọi là thánh linh á, họ biết.
Cho nên thường không bao giờ là ảo, cũng không bao giờ mà dám bị nói bậy bạ ở đây. Ở trên đã confirm nhiều lần rồi, thường mới nói. Cho nên kiếp này kiếp cuối cùng là Thiên Tướng Kiệt lập đạo Thiên Tâm. Thiên là trời, tâm là Phật, tức là mình học Phật bình đẳng hướng thượng. Chứ ngày nào mình cũng có dấu Thiên Tâm bình đẳng hướng thượng, trái tim quay ngược lên là quay về hướng để mà nhớ Thượng Đế, nhớ cha. Thì cái đạo này nó sẽ vừa là nó sẽ thống nhất tất cả các đạo, và đạo Hồi hay đạo Công giáo sau này, đạo Phật cũng vậy, không ai mất phần ai á. Người đạo Phật tu theo Thiên Tâm cũng đọc kinh Phật, người Hồi giáo Allah cũng là Thượng Đế, tại cái dấu Thiên Tâm là dấu của cha Thượng Đế. Người Công giáo dấu Thánh Giá là Chúa Giêsu cũng là Chúa Phụ, cũng là Thượng Đế. Cho nên đạo nào cũng sẽ thích hợp hết. Cho nên nó gọi là thống nhất thế giới trong tương lai, đạo Thiên Tâm. Nhưng mà người Việt mình có phước mà không biết mình đang có phước. Tại vì Sư Phụ đang nói tiếng Việt. Tại vì nước Việt sau này sẽ là một nước cột trụ của Đông Nam Á và của thế giới. Sau này nước mình nó không còn là tỉnh nữa nha, là tiểu bang. Rồi những cái nước khác nó thấy mình giàu có đó, nó sẽ sát nhập vô. Thì mình gom rất là nhiều quốc gia vô, nước rất là lớn. Cho anh cho biết vậy. Thế tự thỉnh nguyên thần Thiên Nhãn, tức là Sư Phụ á. Sư Phụ có 3% trí khôn của Thiên Nhãn. Thiên Nhãn sẽ tới đây nói chuyện. Tự thỉnh Thiên Nhãn. Thái tử chào nguyên thần Thiên Nhãn. Trước mặt đệ tử hôm nay, Thiên Nhãn có gì nói cho hàng đệ tử biết. Mọi việc đã có cha lo, Thiên Nhãn chỉ làm theo lệnh. Nhưng mà sắc phàm rất là đau lòng. Sư Phụ chỉ không có 3% của Thiên Nhãn, tức là Thái tử Thiệt đang đứng đây. Ngài là một vị Phật á. Sư Phụ chỉ là một cái xác, nhưng mà hai là một, một là hai. Những người không tin thì không xứng đáng đi cùng. Thiên Nhãn nói những người đệ tử nào hay là người nào không tin Thiên Nhãn thì không có xứng đáng đi cùng. Đó là lời. Thiên Nhãn nói đây là một cuộc sàng lọc rất kỹ lưỡng, chỉ lựa ra những hạt giống rất là tốt. Thiên Nhãn đứng đây cũng là Chúa Giêsu năm xưa là đang đứng đây, cũng là Mohammed đang đứng đây, cũng là vua Lý Thái Tổ cũng đang đứng đây, cũng một nguyên thần chuyển thế rất là nhiều xác. Cho tới ngày hôm nay, xác Ngô Tấn Kiệt này cũng là nguyên thần của Thiên Nhãn. Nhưng mà nên nhớ, hai là một, một là hai. Sư phụ cần bao nhiêu trí khôn thì Thiên Nhãn cho bao nhiêu, sức khỏe bao nhiêu. Cho nhiều quá sư phụ lại bồn chồn, rồi không có nao nóng. Cho nên mỗi một lần sự vụ gì, có lúc sư phụ nói chuyện trên này là sư phụ nói, nhưng mà có lúc là Thiên Nhãn nói. Đó là tại sao Thiên Long Sơn của chúng ta chuyện gì cũng biết là vậy, là vì thần tiên đang ẩn đây chung với các con nè. Còn đây là công chúa Thượng Bình, con của nhị trời Ngọc Thiên Đại Đế. Ở trên trời có hai em trời, có cha mình và có cha của Thượng Bình. Thì người này cũng là nguyên là sắc phàm, nhưng mà có năm dòng hào quang. Cho nên cái lực của người này cũng giống như sư phụ. Thì song song để mà lo cho cái quả địa cầu này, lo cho nước Việt. Một cặp đũa. Thiên Nhãn có lời gì hay nói để dạy mấy đệ tử ở đây? Đi vào đời thường mà đi song song cùng nhau, có những việc các ngươi không tin, nhưng sau này sẽ tin. Vô vi và đời thường thường đi song song với nhau, có những việc
các ngươi không tin nhưng mà sau này sẽ tin. Thì đó là Thiên Nhãn vừa mới nói. Thái tử thì rất là tin. Con người cũng có số mệnh, quốc gia cũng có số mệnh. Vậy quốc gia nước Việt, số mệnh sắp thay đổi lên chiều hướng cực kỳ tốt hay là xấu cũng như Nga, Tàu? Trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, trong xấu có tốt, trong tốt có xấu, chung quy chỉ là một, tương lai nước Việt Nam sẽ thành cường quốc. Đó là Thiên Nhãn vừa mới nói. Tại sao trên thế giới này Thiên Nhãn lại chọn sắc phàm đầu thai thành người Việt, mà trong khi nước Việt là nước bây giờ nghèo nhất, là nước nhiều ganh tị và mâu thuẫn chia rẽ lẫn nhau nhiều nhất. Và Thái tử đã ra nói chuyện 5 năm nay, tới ngày hôm nay có những người vẫn xỉa mói Thái tử đủ điều. Họ không bao giờ họ chịu lắng nghe và chịu phục. Còn nếu mà Thái tử đầu thai là một quốc gia người Mỹ hay người Tàu mà nói cái gì cũng trúng đó 5 năm nay, thì thôi biết bao nhiêu, không biết người mời kẻ thỉnh thôi, chứ đâu có chà đạp như bây giờ. Việt Nam và Do Thái là hai nước đã chịu nhiều chiến tranh, chết chóc và lưu vong. Đó là lý do tại sao ta đã chọn Do Thái và Việt Nam. Việt Nam và Do Thái là hai nước chiến tranh chết chóc nhiều nhất trên thế giới. Đó là ta đã chọn Do Thái và chọn nước Việt. Hả? Và lưu vong. Và lưu vong khắp thế giới. Đó là lý do ngày xưa ta chọn Do Thái, ngày nay đã chọn Việt Nam. Nó cũng giống nhau. Đó là nguyên thần Thiên Nhãn vừa mới nói. Khi chọn Do Thái để làm chúa xấu, khi chọn Việt Nam để làm sư phụ, là vì hai quốc gia này nghèo khổ, chiến tranh, lưu lạc khắp thế giới. Chỉ có trải qua những thống khổ mất mát của thế gian mới hiểu được lòng người. Chỉ có trải qua thống khổ của thế gian mới hiểu được mất mát của lòng người và đời người. Và tin vào Thượng Đế là cha của ta và cũng là cha của các người. Đó là lời của Thiên Nhãn nói. Có nghĩa là quá đi cầu này đạo gì cũng vậy, cuối cùng rồi cũng chỉ dương thời Thượng Đế thôi. Thầy Nhãn nói sao? Nói Thái tử hả? Cứ hãy cứ bước tiếp và giữ vững lòng tin cho con dân chăm họ. Đó là lệnh của ta cho Thái Hoàng, sát Thái tử và tất cả mọi người. Hãy giữ vững lòng tin và từng bước kế tiếp cho trăm dân trăm họ. Đó là lệnh của ta cho sư phụ, cho Thái tử và cho các người. Thái tử chào Thiên Nhãn. Và lúc tự sư phụ nói chuyện sư phụ tối ngày à? Tức là Hiêm á. Sư phụ làm sai thì Hi ký đầu. Tại vì Hi là người mất uy tín. Nhưng mà sư phụ thường á, thì cũng có sai. Mà sắc phàm chỉ sai, nguyên thần không bao giờ sai. Cho nên nhớ, khi sư phụ bị bệnh bị yếu thì nguyên thần làm cho sư phụ mạnh khỏe lại, khỏi uống thuốc. Còn khi sư phụ mà gặp những cái gì gọi là nguy nan á, thì nguyên thần tới cho vô một chút chắc sáng thì nó binh ra được cái đường binh,
Cho nên hiện bây giờ thường thường sư phụ hỏi 5 năm nay lên trên mạng mà nói chuyện kiểu này là lập cơ xưởng làm gọi là triệu phú đi thì bao nhiêu chất xám của thiên nhãn? Chỉ có 2-3% thôi đó. Còn nguyên thần hiện bây giờ ở trong người sư phụ chỉ có 5%. Cái sư phụ nói mai mốt thì về Nam làm Minh Dương thì cho vô bao nhiêu? Thì nó cao nhất chỉ cần 20 thôi là đã hơn tất cả người thường rồi. Mà nhiều quá thì lại không có đúng. Nó phải đúng, lúc đúng đúng. Trên nước Việt con thấy có phước không? Mỗi lần hội đi họp cái gì cũng thành công hết. Đó là hay ra hay nói. Hãng xưởng rồi đó. Nãy giờ con ngồi một chút thôi. Con vừa nói chuyện được với hộ, vừa nói chuyện với công chúa Long Cung Quyền Châu đúng không? Vừa nói chuyện với con của ông trời là Thiên Nhãn. Hy là một cái vui thần hồn nhưng mà Hy biến quá. Lẹ lắm. Hiện giờ Hy đi về Việt Nam á, Hy có cái đền vua ở trong cái lòng núi cánh. Còn Hy qua Mỹ thì Hy ngồi giống vậy nè, trên Thiên Long Sơn. Chứ hồi không biết chừng nào nước Việt mới chịu tỉnh ngộ. Đợi cho chắc gần hết họ mới chịu tin hay sao. Tới bây giờ 5 năm rồi, máy bay của Nam Hàng nó bay vù 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 ngoài đó rồi. Vậy còn chưa tin lời sư phụ nói là trúng hết nữa. Mấy ông bự á, bộ chính trị á, cả bác Tô hay là bác gì có chị bản á, đại khái mà muốn giải cái bài toán á mà cho thế giới chạy theo á, mà đứng sau lưng mình á, mà chống lại tàu á, chỉ qua đây kiếm sư phụ thôi. Cho nói mà, mà không kiếm á là cứ lình xình hoài à. Dân thì cứ khổ cứ nghèo, ở khi nào kiếm gặp đúng người vậy đó. Cơ trời đi là vậy mà, cãi cãi cơ trời tức nghĩa là chống trời, tức là cứ hao tiền tốn của tù tội. Này có câu hỏi vậy, đặt câu hỏi. Có câu hỏi gì không? Có người anh ở Hoàng An, anh nói trước khi anh về như chú bỏ coi thấy này có mưa qua rồi, anh nói như vậy nhiều nhiều ở đây mấy người còn hang đó, mà thấy cái con sen mà mỗi bực ánh sáng lên. Tức là xưa lúc mà xe cái núi này họ đi mỗi một bước thì cái mà nó mọc cái bông sen, tức là thiên nhãn đi một bước á, cái bông sen nó mọc ra trong cái vô vi á, thì cầu thang đó đó thì mẹ lúc đó mẹ đứng ở giữa bầu trời ngoài đó, ở xung quanh là mấy vị Phật đông lắm, thì mẹ mới nói sau này khi cái núi này nó tự nó nổi danh nó đó, sau này thuộc cũng nổi danh, núi này cũng nổi danh theo, ai mà lên cái giếng cái núi này á sẽ được đi về trời, tức là lên trên đây thay đổi cái tinh thần liền, tại đất thánh địa nó khác hơn cái đất thường, thì mình thay đổi cái tinh thần là mình biết tu tập. Mình cứ luân hồi sanh tử từ đời này qua đời khác, 5-7 kiếp, cái triệu triệu kiếp mình không có đi lên được nếu mình không có tu tập. Còn khi mình biết tu tập thì mình thay đổi cái vận mệnh của mình ngay cái kiếp đó. Nó rất là quan trọng khi gặp một người thiện chí thức, hay là mình đi lên một cái nơi thánh địa yên tịnh vậy, mình thay đổi. Hồi xưa nay tôi không biết, xưa nay tôi không biết có Phật, xưa nay tôi không biết có cuốn kinh Liên Tâm, xưa nay tôi không biết ở trên này là thánh địa, xưa nay tôi không biết con của ông trời là ai, hôm nay tôi biết, thì là mình thành Phật liền. Phật nhỏ trên trời, về trời tức là ai cũng thành Phật. Cho nên ở núi này nhiều lắm, lên đây gặp Phật Thánh và những người hiền không à, những vị vô hình đứng đầy ở đây hiện giờ nè, xung quanh này nè,
mỗi vị tượng là thiệt, Thù nói chuyện hết tất cả các vị luôn, cả ông Tôn Ngộ Không ấy Thù cũng hay lên nói chuyện với ổng nữa. Ông mà cầm thước bản á, ông có chảnh, ông rất là hiền hữu. Rồi cả hai ông Lân này nữa nè, giờ con muốn nói chuyện gì nào Thù kêu một cái là ông đứng đây liền á, ông nói liền. Rồi mấy vị tứ đại thiên vương, rồi ở trên đó Thù thường thường á đi xuống như kia nói chuyện với bên công giáo, ông Bửu Diệp, rồi với ông Peter á, ông Thánh Peter là ông 12 người tông đồ á. Ổng biết sư phụ là sư phụ của ổng hồi xưa mà, tiền kiếp. Cho nên mình lên đây mình thấy có nhiều chuyện lạ. Mọi người có phước mới biết được cái kênh này, không phải ai cũng biết đâu. Có những người biết rồi á, lại không có nghiên cứu kỹ á, không có học hỏi, không có biết hết, thì lại bỏ, phỉ bán, chê bai, thì là mình tự mình mất phước đời này. Sư phụ có thể nhìn mặt từ người, nói người này con cốt, con khỉ, con chim, con gấu, con cọp gì đó. Tiên rồi nữa, thằng này hả? Là tên gì? Hỏi nó mời. Hả? Hỏi gì con, hỏi gì? Hỏi nó tiếng Mỹ. Hỏi nó tiếng Mỹ hả? Tiếng Hà Lan. Hàng chứ không có hiểu nó. Bao lâu nữa không? 36 phút. Hả? 36 phút. Không, clip nhỏ nhỏ thôi. Đây có ai hỏi gì nữa không? Thôi sắp đi rồi đó. Hỏi đi. Dạ. Tôi ở dưới ở vai. Bay lên đây và cũng nghe tiếng sư phụ nhiều lắm. Mấy năm rồi. Nhưng mà tôi cũng bận rộn đi làm cho chính phủ, thành ra cũng không có đủ thời giờ để lên gặp sư phụ. Thành tôi có một đứa con gái và năm nay cũng được 49 tuổi. Mấy? Mà tự nhiên, thành ra là tự nhiên là tình tình thay đổi. Tự nhiên thôi, rồi cô ta là pháp bác sĩ, rồi sợ không làm nữa. Rồi và không chịu làm nữa. Rồi đây thì có đi theo đang ra đây. Để chào sư phụ đi con. Ngồi giữa anh đi. Dạ con. Con lên đây. Con lên đi. Đứng dậy. Xin là xin để xin sư phụ khuyên lên và bảo trì. Để hỏi mấy vị cái bệnh gì cái đã. Tại vì ở đây á, khám bệnh á là ở trên trời khám, trị bệnh thì mình ở đây mình trị, để từ từ có hai khoa nha. Thái tử Thỉnh Xích Long, cháu không bình đi tên gì, tên gì hả? Lan Trạng ơi. Lan hả? Thái tử Thỉnh Xích Long coi em. Lan Thải. Ngọc Tịch Thái tử Thịnh chào Xích Long. Cái người gái này tên Lan Thái. Dạ. Không biết bị gì, Xích Long có thể cho Thái tử biết được không? Giống bị âm.
hả? Một phần ký ức đã bị xóa. Ký ức. Bây giờ làm sao mình lấy lại cái ký ức này? Rồi, phi là cái nước còn sắp. Cậy ổng. Cậy ổng để cho ổng tới. Đây đây có xin lòng á là mấy ông rồng hộ pháp của sư phụ á, ổng đang nói chuyện á, ổng cái bia ổng ngoài đó. Ông rồng ông nói cái người này là cái nghiệp quả, mà ở những cái nơi nào trồng cây rồi ngắm cảnh rồi gán trồng cây rồi từ từ nó sẽ trở lại bình thường. Ở gần người hiền đức, lựa chỗ nào có người hiền đức trồng cây, nghiệp mà. Em hỏi có khó khăn chị hỏi thân cần thế nào lên, người đó hỏi được rồi, người đó hỏi được rồi. Mẹ này nó là thông minh, nó sẽ làm nghề thiết kế ha. Cốt nó tiên thôi mà. Sư phụ, dạ sư phụ. Con ngồi đó được rồi, ngồi đó được. Ban đêm ngủ hay khóc hay la quá à? Rồi được. Ban đêm ngủ hay khóc hay la hả? Dạ. Ở ba mẫu nè. Trước khi đi ngủ ngồi thiền nè, sư chỉ cho bắt ấn tâm mùi ba chục phút thì nó sẽ hết. Mỗi khi ngủ mà bắt ấn ngồi thiền thẳng lưng theo dõi hơi thở đúng 30 phút thì sẽ hết, tại nó điều hòa lại khí huyết hả. Niệm Phật, A Di Đà Phật. Ok nghe, thôi con nói chuyện tới đây thôi nha. Dạ, kính thiên tử. Cách đây một kính tháng. Thiên tử nghe tên dạ. Lần đầu tiên có người kêu mình vậy. Tại vì chưa được sư phụ nhận làm đệ tử. Dạ. Hướng Đông Bắc là được rồi. Dạ, mình biết thiên tử từ hồi phố phẩm đến phố bên xa đó. Mình tiếp tục theo dõi, thâm sót một cái video nào. Tại vì mình bận nuôi chồng bị liệt đó, mình đã không có cơ hội như đến đâu. Sau khi mà chồng mình chết rồi đó, thì mình có cơ hội đến đâu, mình thỉnh một chương trình. Và mình thấy mình về Việt Nam, em chồng về Việt Nam, cho cốt về Việt Nam, để cho mình quà. Mình quà âm hình. Hồi này. Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ôi, ô cha mẹ đẹp quá ha. Dạ. Để mình xin phục vụ. Nó chú. Dạ, được biết. Mình xin. Xin tặng để làm tặng ta hả? Dạ không, mình làm một bộ để mình thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế và Phật Mẫu. Cần gì cần xác định hết. Dạ. Để con thấy cho con sẽ tháo ra cái bì. Dạ. Cái bì mới làm được, xéo xóa cửa mình cho. Rồi, đây rồi. Rửa phải không? Rửa đến thánh thôi.
Thôi để khi nào gần chết rồi lên luôn. Chứ cái nhã của mình còn cao lắm. Đi gặp thằng Kiệt làm gì cho nó mệt, nó ảo. Kiệt này không bao giờ ảo. Chỉ có người người nào nói chuyện ảo người đó mới là ảo. Quý vị nên nhớ. Qua đây 4 lần rồi mà không gặp sư phụ. Muốn nhờ sư phụ nhận cho 8 cái được. Cảm ơn sư tử. Xin cảm ơn em.